Kính chào quý khán giả của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại làng Thái Xuân, là khu chung cư dành cho nhiều gia đình nằm ở phía đông nam thành phố Houston. Xin mời quý vị theo dõi sự kiện sức khỏe và thể chất của người cao niên trên toàn quốc do Hội Sư Tử Unity Lions Club cùng United Healthcare tổ chức. Chương trình khám sức khỏe miễn phí được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên Việt TV ghi nhận. Đại diện cho đội Sư Tử Houston cùng với United Health bữa nay ở làng Thái Xuân, thì tụi em có một sự kiện trên toàn quốc. Hôm nay là chúng ta với tụi em có các hội đoàn như là Vietnamese American Nurses Association, Hội Điều dưỡng Y tế Việt Mỹ, Hội VAFA là các y dược sĩ của Việt Mỹ chúng ta, và đồng thời là Bảo hiểm Tầng Tâm, Bảo hiểm TMT, United Healthcare là nhà tài trợ lớn cho cái chương trình này. Rất là cảm ơn các nhà tài trợ đã chung tay cùng với tụi em để mà có một cái chương trình, một cái sự kiện này cho các bác ở cái vùng sau 45 của Houston, ở những cái làng Sài Gòn, làng Mai, làng Huế, để mà cùng có thể đến đây ở gần chỗ làng Thái Xuân để mà giúp cho các bác có cái điều kiện để có thể khám sức khỏe. Thì rất là cảm ơn mọi người đã chung tay để có cái sự kiện này, và mong là gần tới nữa đó là sẽ có những cái sự kiện cho phát cặp táp, tại vì mùa học cũng sắp chữa trở lại cho các em. Thì đây là những cái sự kiện mà tụi em luôn làm cho cộng đồng chúng ta, thì mong là mọi người có thể đến và ủng hộ nhiều thêm. Cảm ơn quý vị. My name is Connie Claros. I'm here with United Healthcare Community Plan supporting the Thái Xuân Village. One of the reasons we're here is to communicate and to also form relationships with organizations that take care of the senior population, anybody who has the need to improve their health. And of course, we want to take care of social determinants of health as well. And then our goal is basically to help people live healthier lives. So I want to thank you, the Lions Club, for inviting us today and the opportunity to support this great event. Thank you so much. Bên cái hội của Vi là cái hội Việt Mỹ. Y tế Việt Mỹ thì có làm những cái dịch vụ giống như là chích ngừa cúm, mà chích ngừa cúm cho cái năm 23-24, rồi có đo máu, đo áp suất huyết và có đo mỡ nội tạng và coi thử cái BMI là cái trọng lượng với chiều cao mình nó có cân xứng lại với nhau. Thì đó là những cái dịch vụ mà ngày hôm nay với lại cho mấy em bên trường Texas Women University thì có làm để mà cống hiến cho quý vị trong làng Thái Xuân ngày hôm nay. Hôm nay thì em tới đây thì giúp đồng hương thử máu, yếu quát, với thử đường, với mỡ, mà thấy cái này rất là cần thiết. Tại so far bây giờ có 3-4 người cái đường trên 500 mấy rồi, thì cũng không có đi coi bác sĩ, cũng chưa có uống thuốc cho hạ đường, thì cái đó rất là mừng cho tôi có thể giúp mấy người này. Bữa nay cũng có cộng tác của học sinh từ trường dược UH ở Houston tới đây giúp. Tôi cũng đại diện hội dược sĩ Việt Nam tại Houston, VAFA, với mấy người member ở trong cái hội dược sĩ Việt Nam cũng tới đây chích dời leo, thuốc COVID, viêm phổi với sưng phổi, với thuốc kêu bằng hô hấp. I'm so glad that Miss Tina invited me to do this service to the Vietnamese community, and I'm giving vitamin B12. Vitamin B12 is one part of the B vitamins, and it helps boost our metabolism. It keeps you mentally focused, especially if you're aging.
that is good too, and it helps in the production of your red blood cells as well. And I'm so glad I had like so many clients came in here right now to do their shots. And you can do this like every month because I gave them like 1,000 mics, which is good for the whole month, you know. And this is much better because it can injection is better than the oral tablets, because the oral tablets it bypass your gut and it needs to do some chemical process in your body. While giving IM vitamin B12, it can go directly to your system, like systemically. So that is more or good, yeah. And you'll be more energized for sure for a couple of weeks. Yeah. Thành thật cảm ơn cái ban mà tòa ban tổ chức đã đến đây để mà giúp đỡ cho bà con thử đường đo máu, chích thuốc bổ, thuốc khỏe cho bà con trong làng Thái Xuân này. Tôi đại diện dân làng cảm ơn cái ban tổ chức và ước mong là ban tổ chức có thể đến để là giúp đỡ cho dân làng. Cả thành thật là cảm ơn, rất là cảm ơn. Hôm nay tôi rất là vui, rất là vui và mừng vì có được cái hội chợ y tế đến làng để mà giúp đỡ cho cư dân, những người có thu nhập thấp như chúng tôi là được nè, chích ngừa cảm cúm, rồi được chích thuốc bổ, rồi được tư vấn về các cái mục khác, chẳng hạn như là về cái bảo vệ môi trường, hít thở không khí trong lành, rồi còn được cho ăn uống nữa. Chúng tôi cũng rất vui mừng và phấn khởi là vì có được những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng của một số đơn vị với những cái phần quà tuy không lớn lắm nhưng mà cũng có rất có giá trị đối với chúng tôi. Chúng tôi rất là vui, chúng tôi vô cùng biết ơn, cảm ơn những cái đơn vị đã tài trợ để giúp đỡ cho dân làng của chúng tôi. Bình thường là Thái Xuân cũng hay có những cái event về vấn đề sức khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên mà làng Thái Xuân có bốc thăm trúng thưởng. Rất là may mắn khi em được cái quà này. Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho đồ quá trời đồ, cảm ơn rất là nhiều. Vừa rồi là những hình ảnh trong sự kiện sức khỏe và thể chất của người cao niên trên toàn quốc do Hội Sư Tử Unity Lions Club cùng United Healthcare tổ chức. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.